Và thế là chúng ta đi đến hồi kết của tháng 4, chào mừng tháng 5 cực kỳ bùng nổ với rất nhiều tựa game đang chờ ngày ra mắt. Chúng ta có các cái tên tiêu biểu như là Legend of Zelda Tears of Kingdom, Darkest Dungeon 2, hay lần beta cuối cùng của Diablo 4 trước ngày ra mắt vào tháng 6. Tuần vừa qua thì chúng ta cũng có các sự kiện đáng chú ý như là Diablo 4 chính thức Gone Gold, một tựa game với tên Unrecord đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng, vân vân và mây mây, đã được tụi mình tổng hợp qua chuyên mục mới dưới cái tên là Bản cập nhật. Còn bây giờ, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi. Hãy cùng bắt đầu với siêu phẩm đang có khả năng trở thành bom xịt của nhà Microsoft, Redfall. Redfall là tựa game FPS co-op đi tiêu diệt ma cà rồng được phát triển bởi studio Arkane, studio nổi tiếng với các game như là Dishonored, Deadloop và Prey. Nếu nhắc đến Redfall, chắc hẳn anh em sẽ biết ngay tới tin game sẽ ra mắt độc quyền trên Xbox với 30 FPS trong những ngày đầu ra mắt. Đây chính là động thái khiến cho studio này nhận về vô số chỉ trích không đáng có, bởi game FPS mà lại đầu tư về đồ họa hơn là tối ưu về hiệu năng cho game chạy 60 FPS trên hệ máy Next Gen. Liệu đây có phải là một nước đi lỗi nữa của nhà studio Arkane sau khi ra mắt Deadloop hay không? Hãy cùng mình hóng game trên PC và Xbox Series X, Xbox Series S nhé! Là phiên bản thứ tư của thể loại game Tactical Strategy Fantasy vô cùng lôi cuốn và tốn thời gian, Age of Wonder 4 đã chính thức quay trở lại sau thành công của phiên bản thứ 3, tiếp tục gia tăng trải nghiệm của người chơi về một thế giới giả tưởng theo hướng cổ xưa. Age of Wonder 4 lần này sẽ cho bạn thêm nhiều lựa chọn customize nhân vật, một mạch cốt truyện hoàn toàn mới và một thế lực hắc ám đeo bám bạn xuyên suốt quá trình chơi. Điều này được các nhà phát triển cho rằng sẽ giúp cho người chơi cảm thấy không bao giờ chán với rất nhiều content tăng giá trị chơi lại của game lên một tầm cao mới. Game sẽ có mặt trên PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 cho anh em trải nghiệm nhé. Shogunners là một tựa game turn-based tactical sẽ đưa bạn vào một thế giới hỗn loạn với tâm điểm chính là mua vui cho loài người bằng máu và chất nổ. Đây là một tựa game được integrate với hệ thống trên Twitch, giúp bạn có thể khiến cho trải nghiệm của streamer chơi và stream trên nền tảng này phải thích ứng nhanh nhất với những gì mà bạn sắp đặt. Một game mang tính tương tác khá cao giữa streamer và cộng đồng của họ để anh em PC trải nghiệm nhé. Sau một loạt delay, cuối cùng Hogwarts Legacy cũng chính thức mở cửa, chào đón các học viên sở hữu các hệ máy Ogen tới học tập và trải nghiệm thế giới phù thủy màu mỡ xung quanh Hogwarts. Khỏi phải nói thì anh em cũng biết độ hot của game khi ra mắt vào tháng 2 là như thế nào rồi ha. Theo như chúng mình đánh giá, đây cũng là một thời điểm cực kỳ tốt để bạn quay trở lại trải nghiệm game nếu bạn đã sở hữu game từ trước khi cuộc chiến giữa J.K. Rowling và các Chani đã đi đến hồi kết và chuyển dần qua ném đá phần TV series. Khá an toàn mà không sợ bị cancel culture bắt bạn nhé. Sau khi bị nừa ở tháng 4 thì cuối cùng, entry mới của dòng game Cook, Serve, Delicious đã định ngày ra mắt. Đây là một tựa game indie nấu ăn fast-paced, chắc chắn sẽ khiến người chơi phải đổ mồ hôi hột khi chơi vì sự nhanh của nó. Rất phù hợp để cho mọi người chơi cùng bạn bè và gây khó dễ cho nhau nhé. Game sẽ có mặt trên nền tảng game PC, tuy nhiên thì anh em cũng có thể chơi được trên tay cầm và 4 người chơi lận đấy nhé. Yes! Finally! Tựa game khiến mình phải nhanh chóng tích cóp để mua chiếc Switch cuối cùng cũng đang đến rất gần với ngày ra mắt. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sẽ là phiên bản kế tiếp của tựa Game of the Year năm 2017 Breath of the Wild. Chắc hẳn các bạn theo dõi Game Lab đã biết rất rõ về con game này nếu bạn có theo dõi series bản cập nhật số thứ 2 của tụi mình, nơi mà tụi mình tổng hợp lại các thông tin mới nhất của làng game trong tuần vừa qua cho các bạn. Với những gì mà mình được biết khi theo dõi preview của những reviewer không thể bị mua chuộc chia sẻ trên Twitter và YouTube, ai ai cũng háo hức cho rằng các bạn không nên bỏ lỡ Tears of the Kingdom vì game chạy rất mượt trên Switch và nhiều content hay để mọi người trải nghiệm. Một số người thậm chí còn cho rằng game còn hay hơn cả Elden Ring ở một vài khía cạnh, khiến mình càng thêm phần nóng lòng để được chạm vào em ấy trên con Switch thân thương của mình vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Oh hail the Shiba Inu God! Vị thần tối cao của loài người nay đã có thêm một nhiệm vụ, đó chính là dẫn dắt loài người thoát khỏi cảnh ngục tù của những nhà phát triển hoặc map do cộng đồng làm với rất nhiều twist and turn ngộ nghĩnh đang chờ bạn khám phá. Hãy cứ là chính mình, dẫn dắt loài người đi theo bạn đến tận cùng thế giới trên PC, PS4, PS5, PSVR và PSVR 2 nhé. À, và đừng quên, Hail the Dog! V-Rising, tựa game cho bạn nhập vai là một bá tước ma cà rồng thức tỉnh bởi cơn đói sau giấc ngủ ngàn năm để tránh sự tận diệt cuối cùng khi bại trận trước con người, sẽ chính thức ra mắt update cho phiên bản mở rộng đầu tiên của mình dưới cái tên Secret of Gloomrot. V-Rising là một tựa game skill-based, survival, base building rất hay mà chúng mình đánh giá cực cao về độ lôi cuốn của nó. Tuy mới chỉ đang là Early Access, nhưng game chơi y như một tựa game đã ra mắt lâu năm khi không hề có bug một chút nào cả.
Bản mở rộng lần này sẽ là một trong vô vàn các update khác mà game sẽ cho ra mắt sau một khoảng thời gian nhất định để mở rộng cũng như hoàn thiện game hơn để tiến đến phiên bản 1.0. À mà mình đã nhắc đến việc update này sẽ miễn phí cho anh em sở hữu game trên PC chưa ấy nhỉ? Tựa game siêu kinh dị và kinh điển của thể loại game horror nay đã chính thức ra mắt phiên bản Early Access hỗ trợ co-op đầu tiên của series sau thành công của biết bao game kinh dị co-op khác ngoài kia với chủ đề xoay quanh những gì làm nên thành công của Outlast. Tại đây, bạn sẽ là một trong những người vật thí nghiệm loại thuốc an thần đang được phát triển ở những năm chiến tranh lạnh. Vỏ bọc ngoài là thế, nhưng thực ra bạn là một trong những kẻ xấu số được các nhà khoa học vận dụng và thử nghiệm cách tẩy não, thôi miên và điều khiển con người một cách vô nhân tính, với mục tiêu chính là khiến cho nạn nhân phải dằn vặt và giày vò đơn chết luôn. Kia mà ít nhất thì lần này, bạn không hề đơn độc mà có thể rủ bạn bè chơi thuốc cùng trên PC nha. Sẽ ra sao nếu như hãng Lego cho ra mắt một tựa game racing cho phép bạn đua trên mọi địa hình với chiếc chiến cơ có thể thay đổi cơ chế tùy theo địa hình và những gì bạn cần để hủy diệt đối phương? Câu trả lời sẽ là Lego Hi-Car Drive, một tựa game Lego đua xe cho bạn đua với bất cứ thứ gì bạn thấy trên màn hình. Game sẽ cho ra mắt anh em trên PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S và Switch. Một tựa game roguelite, co-op mới kết hợp giữa yếu tố của một game roguelite với góc nhìn của một tựa game ARPG ở ngoài combat nhưng lại có cho mình yếu tố chiến thuật, turn-based khi vào combat và chờ bạn đưa ra bước đi đúng đắn nếu không muốn nhân vật của bạn phải làm quen với mùi đất. Một concept game khá thú vị sẽ có mặt trên PC anh em nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nền tư bản của Mỹ bị sụp đổ bởi một thế lực hùng mạnh, biến đổi cả đất nước của họ làm nô lệ cho một thế lực mang tên Miasma? Đây là một tựa game turn-based action khá giống với XCOM. Tuy nhiên, khác với nó thì game sẽ tập trung vào cốt truyện nhiều hơn là gameplay may rủi như là XCOM. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy muốn khám phá em nó, thì em nó sẽ có mặt trên PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X và S nhé. Vũ trụ Warhammer? Có. Đồ họa pixel tiên tiến với góc nhìn của Doom? Có. Và ổn luôn. Còn cái gì nữa không nhỉ? À, phù hợp với người chơi trên 18 tuổi để ra giá một tựa game Warhammer. Ok luôn bạn ơi. Đây là một cái take khá là lạ thường, nhưng bản thân mình vô cùng ủng hộ tới các nhà phát triển game Warhammer với mong muốn thử những thứ mới. Với một mục tiêu duy nhất trong game là trừ khử tất cả mọi thứ bạn thấy dưới phong cách của một chàng Space Marine bao ngầu, game sẽ đưa bạn trải nghiệm vũ trụ và, well, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vai Space Marine dưới đồ họa pixel của thập kỷ 90, nhưng cũng không thiếu sự mới mẻ của một game pixelate của năm 2023. Điều tuyệt vời hơn, đó chính là bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm game trên tất cả các nền tảng máy chơi game hiện nay nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng loài người sẽ như thế nào khi đem đến sự diệt vong cho nhân loại? Đặc biệt hơn nữa là các loài thú cưng, sinh vật thiên nhiên sẽ như thế nào chưa? Well, giờ thì bạn có thể trải nghiệm một thế giới như thế bên trong After Us rồi đó. Lấy bối cảnh loài người đã hủy hoại thế giới đến mức không thể cứu chữa, bạn sẽ vào vai Gaia, một nữ thần được phái đi tìm và chuyển sinh cõi kiếp cho các loài động vật đáng thương đã bị con người sát hại đến loài cuối cùng. Phải nói, các khía cạnh trong game mà các nhà phát triển khai phá là vô cùng thú vị khi thâu tóm tất cả các khía cạnh tệ nhất của con người đã làm và đưa nó vào trong game để cho bạn chứng kiến và cảm nhận hậu quả của chúng ngay trước mắt. Một hành động táo bạo, xứng đáng được các bạn để ý trên nền tảng PC, PS5, Xbox Series X và S. Sẽ ra sao nếu bạn bị kẹt ở một hầm trú ẩn không tên của năm Thế chiến thứ 2 cùng với một khẩu súng, một viên đạn và một con quái vật đang ngay đêm rình rập bạn khắp nơi? Thì là một công thức quá đỉnh cho một trong những tựa game nổi tiếng của thế giới game kinh dị chứ sao? Amnesia: The Bunker sẽ đặt bạn vào vị trí như mình kể trên và sẽ không giải thích bất cứ thứ gì thêm để bạn tự khám phá trên PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S nhé. The Lord of the Rings: Gollum là tựa game stealth không ai hỏi tới nhưng vẫn được các nhà phát triển tại Warner Bros. Cho ra mắt tới người chơi. Game sẽ xoay quanh việc Bilbo Baggins lấy cắp chiếc nhẫn khỏi tay của Smeagol, hay với nhân cách khác là Gollum, phải loay hoay đi tìm lại báu vật quý giá của hắn ngay sau đó. Chương này của Smeagol đã được tác giả Lord of the Rings nhắc đến rất nhiều trong sách của ông. Tuy nhiên thì chuyến phiêu lưu này lại không có trên phim, nên giờ đây sẽ được chuyển thành game cho bạn trải nghiệm luôn. Game sẽ có mặt trên PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series XS nhé. Do Not Feed the Monkey 2099 là một tựa game live found footage dưới dạng pixelate khi cho bạn vào vai một người truy cập được vào mạng lưới và theo dõi ngầm các hành động của mọi người qua chiếc camera được đặt trong phòng của họ. Liệu bạn sẽ làm gì với những thông tin trực tiếp mà bạn tận mắt chứng kiến thông qua mạng lưới này? Hãy chờ người đưa thư mời gia nhập cùng với key code giúp bạn đăng nhập được vào mạng lưới này vào ngày 26 tháng 5 trên PC và Switch nhé!
sau khi phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng thì System Shock 2023 Remake đã có ngày ra mắt chính thức của mình ở đây. Nếu các bạn không biết thì System Shock là một tựa game kinh dị FPS dựa hoàn toàn trên thành công của kiệt tác cùng tên những năm 1994. Dù phải trải qua development hell, nhưng tụi mình vẫn sẵn sàng cho em nó một cơ hội vì nó là phiên bản làm lại của một thời tuổi thơ của anh mình với những thay đổi về đồ họa, gameplay, remap lại hoàn toàn tương tác trong game và cách điều khiển sao cho hợp với thời điểm ra mắt hơn. Em nó sẽ có mặt trên PC cho mọi người trải nghiệm nhé. Và đến đây là hết video rồi đó. Anh em hóng tựa game nào nhất trong tháng 5 này? Liệu trong danh sách này đã có tựa game nào khiến anh em phải xuống tiền pre-order ngay chưa? Hãy cùng chúng mình bàn luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.